Lionel Messi bất ngờ chốt thời điểm quay trở về Barcelona. Trở về sau World Cup 2022, Lionel Messi hiện đang bước vào những ngày tháng cuối cùng trong hợp đồng với PSG. Theo tờ L'Equipe, mặc dù việc gia hạn hợp đồng của Leo được coi là chuyện đương nhiên, nhưng nó vẫn chưa được hoàn tất và những hoài nghi bắt đầu xuất hiện. Ngay từ lúc này, những đội bóng bên ngoài đã rình rập cơ hội để chiêu mộ Messi vào cuối mùa giải. Hiện tại, Messi vẫn chưa có động thái nào để làm rõ ý định ở lại Paris hay tìm biển đỗ mới. Trong lúc tương lai, PSG còn chưa sáng tỏ. Siêu sao người Argentina mới đây lại bất ngờ tuyên bố về thời điểm trở về nơi từng gắn liền với phần lớn sự nghiệp của anh, Barcelona. Chia sẻ với tờ Olé của Argentina, huyền thoại của Barcelona nói: "Khi tôi kết thúc sự nghiệp bóng đá của mình, tôi sẽ trở lại sống ở Barcelona. Đó là nhà của tôi. Tôi đã giữ mọi thứ từ trận chung kết World Cup 2022 như giày, áo đấu. Mọi thứ đều đang được cất tại Liên đoàn bóng đá Argentina. Tôi sẽ mang tất cả đến Barcelona, nơi tôi lưu giữ mọi thứ cùng kỷ niệm của mình." Như vậy, theo phát biểu của Messi, anh sẽ chỉ trở về thành phố Barcelona để sinh sống cùng gia đình sau khi giã từ sự nghiệp của đội áo số. Còn ở thời điểm hiện tại, khát khao chinh phục thêm những danh hiệu vẫn còn, đặc biệt là Champions League thứ 5 trong sự nghiệp. Huấn luyện viên Roberto Martinez chốt khả năng CR7 dự Euro 2024. Sau thất bại tại World Cup 2022 khi chỉ lọt vào tứ kết và bại trận đầy bất ngờ trước đội tuyển Maroc, đội tuyển Bologna đã phải trải qua biến động lớn khi huấn luyện viên Fernando Santos bị sa thải sau nhiều năm gắn bó. Đồng thời, tương lai của Cristiano Ronaldo cũng gặp nhiều biến động khi có nhiều thông tin cho rằng CR7 sẽ không còn xuất trên tuyển sau màn trình diễn thất vọng tại giải đấu ở Qatar. Sau sự ra đi của huấn luyện viên Fernando Santos, Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha ngay lập tức đã tìm được cái tên thay thế. Đó không phải là ai xa lạ, mà chính là Roberto Martinez, người cũng đã phải rời ghế đội tuyển Bỉ sau thất bại ê chề tại World Cup 2022. Ronaldo hiện tại đã rời MU để cập bến Al Nassr và cũng mới có trận đấu đầu tiên tại mảnh đất Ả Rập Xê Út trước các ngôi sao của PSG rạng sáng ngày 20 tháng 1. Và theo nguồn tin từ tờ Daily Mail tiết lộ, trước khi trận đấu đó diễn ra, Ronaldo đã có cuộc gặp với tân huấn luyện viên đội tuyển Bồ Đào Nha. Đáng chú ý, huấn luyện viên Roberto Martinez cũng có mặt trên khán đài để theo dõi Ronaldo thi đấu. Nguồn tin này tiết lộ nội dung của gặp mặt chủ yếu là để bàn về tương lai của Ronaldo tại đội tuyển Bồ Đào Nha. Roberto Martinez thể hiện quan điểm mạnh mẽ với Ronaldo về khả năng anh dự Euro 2024 khi đã ở tuổi 41. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha muốn Ronaldo tiếp tục giữ vai trò thủ lĩnh hàng công của Bồ Đào Nha tại vòng loại Euro 2024. Và nếu Ronaldo thể hiện tốt, chắc chắn chân sút 37 tuổi sẽ có suất dự Euro 2024. MU tính chi 80 triệu euro cho Federico Valverde vào mùa hè. Federico Valverde là ngôi sao đang có sự thăng tiến vượt bậc ở Real Madrid trong 2 năm vừa qua. Theo một số tiết lộ, anh đã được MU theo đuổi mạnh mẽ vào mùa hè năm ngoái nhưng thất bại. Và lúc này Quỷ Đỏ đã được trở lại với thương vụ này. Một số báo cáo từ Tây Ban Nha được dẫn qua Manchester Evening News cho biết MU sẵn sàng chi ra 80 triệu euro cho Valverde. Dù đây là một số tiền khá lớn nhưng chưa đủ hấp dẫn Real Madrid. Nếu Enzo Fernandez có giá 106,8 triệu bảng, thì đó là lý do Real sẽ yêu cầu nhiều hơn cho tiền vệ 24 tuổi của họ. Trong trường hợp Kiền Kiền Trắng quyết tâm giữ người, về mặt logic, MU có thể đưa ra một động thái mua đứt Marcel Sabitzer nếu anh thi đấu tốt. Nhà báo Graham Bailey tiết lộ hôm thứ Năm với Team Talk như sau: "Mặc dù không có tùy chọn mua đứt trong thỏa thuận hiện tại, nhưng Sabitzer đã nhận thức rằng anh ấy không có tương lai lâu dài tại Bayern. Sabitzer tin rằng anh ấy có thể kiếm được một hợp đồng với MU mùa hè này. Điều đó bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào anh ấy và màn trình diễn của anh ấy trong nửa sau của mùa giải." Juve muốn tống cổ Paul Pogba. Pogba hiện nay chưa chơi bất kỳ một phút chính thức nào cho lão bà thành Turin kể từ khi gia nhập câu lạc bộ từ Manchester United dưới dạng chuyển nhượng tự do. Trước đó vào hôm ngày 1 tháng 2 vừa qua, huấn luyện viên Max Allegri tiếp tục thông báo tiền vệ 29 tuổi chưa thể trở lại thi đấu do chấn thương mới. Điều này khiến Juve cảm thấy mệt mỏi. Họ cho rằng tình trạng hiện tại lỗi hoàn toàn thuộc về Pogba khi anh tự ý quyết định điều trị chấn thương đầu gối, phớt lờ đề nghị phẫu thuật ngay từ đầu của câu lạc bộ chủ quản. Do đó, Juve đang xem xét chấm dứt hợp đồng hoặc bán đứt Pogba. Theo tờ Sky Sport cho hay, viễn cảnh Pogba bị cắt hợp đồng vào cuối mùa giải dần trở thành kịch bản khả thi, trong khi khả năng anh bị bán sang một giải đấu kém cạnh tranh hơn như MLS của Mỹ cũng rất cao. Theo Daily Mail, nếu như loại bỏ được Paul Pogba, có thể mua hai cầu thủ với mức lương chỉ bằng một nửa những gì cầu thủ người Pháp kiếm được. Họ cũng có thể ký hợp đồng với cầu thủ hàng đầu Serie A và có phong độ ổn định như là Sergei Milinkovic-Savic của Lazio. MU có động thái bất ngờ về trường hợp của Mason Greenwood. Tối ngày 2 tháng 2, cảnh sát Greater Manchester thông báo
Mason Greenwood đã được hủy bỏ mọi lời buộc tội liên quan đến Harry S. Robson trước đó. Ngoài ra, người phát ngôn của cơ quan công tố Hoàng gia Anh còn cho biết, Greenwood đã được tự do sau khi các nhân chứng quan trọng rút lui và cơ quan điều tra thiếu các bằng chứng đủ mạnh để kết tội tiền đạo người Anh. Sau khi Greenwood thoát tội, được biết Manchester United đã ngay lập tức điền tên tiền đạo này vào danh sách đội hình ngoại hạng Anh trong phần còn lại của mùa giải 2022-2023. Các đội bóng được yêu cầu cập nhật danh sách đội hình sau kỳ chuyển nhượng mùa đông và Greenwood có tên trong thành phần U21. Nếu có thể trở lại thi đấu, Mason Greenwood chẳng khác nào bảo hợp đồng mới của đội bóng chủ sở Old Trafford. Tuy nhiên, phía MU cũng cho biết họ sẽ thực hiện ngay quy định nội bộ và Greenwood sẽ phải đình chỉ tập luyện và thi đấu cho đến khi mọi chuyện rõ ràng. Câu lạc bộ hiện tại sẽ tiến hành quy trình riêng khi xác định các bước tiếp theo. Chúng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ bình luận nào nữa cho đến khi quy trình đó hoàn tất. Ngoài ra, tiền đạo Greenwood cũng đưa ra một tuyên bố ngắn gọn có nội dung như sau: "Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì vấn đề này đã kết thúc và tôi muốn cảm ơn gia đình, những người thân yêu và bạn bè của tôi vì sự hỗ trợ của họ. Sẽ không có bình luận gì thêm vào lúc này." Benzema và Militao nguy cơ lỡ trận gặp Liverpool. Real Madrid đang vô cùng lo lắng khi cả hai cầu thủ quan trọng của họ đã bị chấn thương trong lúc cuộc đua vô địch La Liga đang trở nên khốc liệt. Và chỉ gần 20 ngày nữa, họ sẽ gặp Liverpool ở vòng 1/8 Champions League. Cả Karim Benzema và Eder Militao đều phải rời sân giữa chừng trong chiến thắng 2-0 của Real Madrid trước Valencia. Theo lịch thi đấu của Real, họ sẽ gặp Mallorca ở vòng tiếp theo, nhưng chỉ một tuần nữa là đội bóng chủ sân Bernabeu phải di chuyển sang Maroc để đá Club World Cup. Và vào ngày 22 tháng 2 sẽ là trận lượt đi vòng 1/8 Champions League gặp Liverpool đá tại Anfield. Chấn thương của cả hai cầu thủ này đang khiến sự chuẩn bị của Real Madrid bị xáo trộn. Tuy nhiên, huấn luyện viên Carlo Ancelotti sau trận đã trấn an rằng tình hình của Benzema không nặng, thậm chí có thể đá trận đấu gặp Mallorca, nhưng Militao thì thực sự không ổn. Karim xem ra chỉ bị đau nhẹ và tôi lạc quan là cậu ấy có thể bình phục cho trận đấu tiếp theo, nhưng Eder Militao chắc chắn sẽ không thể qua mặt. Lộ bế đấu mới của huấn luyện viên Park Hang-seo. Sự ra đi của huấn luyện viên Park Hang-seo gây nhiều tiếc nuối cho nhiều người, dù tất cả đều hiểu nó mở ra cơ hội mới cho đội tuyển, cho bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, tờ Newnet của Hàn Quốc hé lộ huấn luyện viên Park Hang-seo có thể trở lại Việt Nam để đảm nhận công việc giám đốc kỹ thuật. Tờ báo này đưa tin Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang xem xét bổ nhiệm huấn luyện viên Park Hang-seo thay thế vị trí giám đốc kỹ thuật sau khi ông Yasuke Adachi hết hợp đồng vào ngày 31 tháng 1. Lúc này, chiếc ghế giám đốc kỹ thuật của VFF vẫn còn trống. Không loại trừ khả năng, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF sẽ bổ nhiệm huấn luyện viên Park Hang-seo vào vai trò này. Huấn luyện viên người Hàn Quốc đã có 5 năm làm việc tại Việt Nam và hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của bóng đá nơi đây. Trước khi chia tay, huấn luyện viên Park Hang-seo có buổi gặp các quan chức trong Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Trong buổi nói chuyện, ông thừa nhận nguyện vọng muốn tiếp tục giúp bóng đá Việt Nam phát triển. Điều này hoàn toàn có cơ sở, bởi trước đó khi chia sẻ với giới truyền thông, chiến lược gia người Hàn Quốc tiết lộ muốn làm công tác đào tạo trẻ và luôn coi Việt Nam là quê hương thứ hai, đồng thời ẩn ý muốn tiếp tục cống hiến cho bóng đá Việt Nam trong thời gian tới. Và chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng đã nhấn mạnh, Liên đoàn bóng đá Việt Nam luôn là ngôi nhà để ông Park có thể trở về bất cứ khi nào, bất kỳ dịp nào. Ông thực sự đã là một thành viên trong gia đình của bóng đá Việt Nam.